Rồi quý vị ơi, hôm nay thứ tư 19/6/2024 nha quý vị. Combo 3 cây 207 bao phí ship. Anh nào mua thì đặt cọc trước 100 nha. Còn lại shipper thu hộ ha. Đầu tiên là một cây nguyệt quế gieo hạt. Có bông hết rồi nha quý vị. Cây này thì hiện giờ nó không có đậu bông trên đây, nhưng mà những cây này là dư cái tuổi bông hết rồi. Gieo hạt ha, một cây. Khế này cũng có trái hết rồi nha quý vị. Khế nhật trái quanh năm luôn nha. Này mới bấm đọt rồi. Cái đọt này nó già là nó ra trái nha quý vị. Ta ghép vô nè. Hai cây ghép vô loại khế này hay cái đọt già là ra trái. Cây số 3 là một cây trung nu nha. Mấy năm tuổi rồi đó. Rồi, ba cây 207 bao luôn phí ship xuống luôn nha quý vị.